Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một chuyên án góp nhãn 200 tóc cần có ký hiệu là BFM từ sáng Polymer Fluency nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay mới lấy phần link mô tả mở Telegram mình sẽ tắt chatbot nè bạn. Chương trình này góp này nó sẽ phối giao tháng 4 nha bạn. Rồi các bạn cho anh chào ai góp nè bạn. Con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain nha bạn. Mới lướt cha nè. K8U59. Ok. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên gấp kênh trailer nè các bạn. Một kênh. Cũng bắt đắp lại các bạn. Tiếp tục cho tiếp kênh trailer, channel follow nè các bạn. Bắt đắp lại. Tiếp tục bạn cho tiếp kênh trailer nữa nè, follow tiếp tục hai kênh nè. Tiếp tục Twitter follow và Twitter nè. Dự án này khá là dễ làm đúng không các bạn? Rồi các bạn chỉ theo dõi và tự quyết nữa thôi bạn. Dự án này like nè các bạn. Tự quyết nè. Tết lại thôi các bạn. Rồi các bạn mới đếp lên nè. Tiếp tục bạn bấm vào nút Submit Return nè. Tiếp tục thì các bạn địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ Telegram của tất cả các bạn nè. Bạn vào bay vào bên cùng nữa các bạn. Các bạn vào setting nha các bạn. Các bạn vào setting thì thấy username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Nhớ có A cộng đầu tiên nha các bạn, A cộng anh 1 2 3 4. Mình cho bot. Tiếp tục thì gỡ đường link để đi tại Twitter các bạn, thì các bạn mở tại Twitter của bạn ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba giờ bên cùng nữa bạn. Nhấp vào hồ sơ nữa bạn. Rồi bạn nhấp vào chia sẻ nha bạn. Ba giờ bên cùng như đây nè. Chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép vào khai như tạm nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Bạn nhá vào đây. Chết bà, mình copy lộn rồi các bạn. Bạn copy media Twitter mình dở lên cho bot nha bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 nha bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chút wallet của bạn ra, các bạn tìm địa chỉ NH nha bạn. Các bạn sẽ chép ra nè các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Ok, bạn bấm submit done nha bạn. Rồi bạn bấm vào get link. Hãy ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để tôi cần các bạn về video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.